có một trái chín rồi còn nhiều nó không hết à. Rồi cái đây là cái hờm hết á, cái hờm để mình làm gói. Ồ, làm gói ngon á nha, làm á hả? Này mẹ mình mới hái, bắt thèm mình hái mới ghê, lèn lén đi hái ra nhìn rõ, chín trái rồi. Chỉ có một cái chín còn như sống làm gỏi nha các bạn. Đây là các bạn, nó vàng đang dùng để gọi là dựng cho những cái chân mày này. Và nó này nó dựng nhiều lần rồi, nó rất là đẹp. Cái lý do mà nhuộm là tại nó hay đi bơi á, cho nên cái mọi thứ nó rất là nhẹn nhàng. Nhưng mà nhuộm cái này nó an toàn, nó ok, không thích xăm. Tại vì sao? Sợ đau. Và cái thứ này nó hơi bị cong, cho nên thì mình bỏ cái set mà mình muốn mà nó bị cong thì mình phải sửa bây giờ, cho mọi thứ muộn muộn. Muộn rồi cái mình nghe cho ngoài cong để mấy nào. Ok, thôi vậy đi. Hello các bạn, đây là cái thuốc nhuộm chân mày của Nắng Vàng. Nếu mà là bạn nào có chân mày lọt thì nhuộm. Đây cái hiệu này, để có gì mình sẽ để link ở dưới cho các bạn nha. Thì trong cái hộp này nó sẽ có một cái chai này, chai nước để pha thuốc nhuộm. Còn cái này là thuốc nhuộm. Đó, thì các bạn sẽ bỏ lên theo đúng hướng dẫn. Nó sẽ được tới 4 đến 6 tuần. Nếu mà dị ứng thì đừng có xài và đừng có để vô mắt. Nó có cái này là mình bôi. Mình bôi trước khi mình nhuộm này nè. Đó. Hi các bạn. Hiện tại mình đang ở dưới miền Nam Cali. Nếu mà các bạn có coi tập 1 rồi đó thì năm nào mình cũng đi xuống đây và mình cũng quay hết. Đây là mấy bộ đồ bộ má mình mua ở chợ Việt Nam, quần lửng nè, mua chợ Việt Nam hình như là 10 đồng 3 bộ. Cái mỗi lần xuống má mình hay cho mình á, mặc cho nó mát rồi còn đem về trên San Francisco mặc luôn. Thì đã coi mỗi bộ thì nó dậy á, giá mấy này chứ. Đó thì nó dài nè. Cái áo và cái quần, mấy này mặc mát lắm. Còn Mỹ nó bán mát lắm. Mỹ nó bán 10 đồng một bộ rồi. Còn Việt Nam mình bán 10 đồng 3 bộ rồi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi tắm mặc đồ này luôn nè. Hello các bạn, hiện tại mình đang ở vườn của ba mình và mình sẽ quay cho các bạn vườn ba mình có gì nha. Ở khu miền Nam Cali gần Phước Lộc Thọ thì lái xe hơi chỉ có 5 phút là tới, là cách mấy block đường thôi. Bây giờ mình sẽ quay vườn đây. Ở dưới trời đây rất là nóng cho nên rất là dễ trồng cây. Thì ba mình có cái cuối cùng kia, cái đó là cái rau. Rồi có ba cây chuối. Đây cây chuối ở đây nó lên, nó rất là giống như nó lên rồi nó ok, nó có chuối kìa nữa chứ. Đó, cây chuối thì lấy lá chuối này để mà mình gói xôi rồi đó. Đây có cây ớt và có một cái cây đào này nè. Nghe nói được hàng xóm cho. Ở đây người ta cho cây nhau nhiều lắm. Việt Nam mà thích trồng cây thì cái cây lùng này nó có trái nè các bạn. Trái đào. Cái cây này mình cũng có mua ở nhà mình 25 đô một cây. Còn cái này ba mình đựng ta cho nè. Mấy cái trái này ăn nó ngon lắm nè. Bên này cũng có nè. Thì bây giờ nó sẽ hái trái này, chút chúng ta sẽ ăn. Mình để coi, mình dặn nó mình hái nha. Mình hái trái cây thì không có sợ gãy cành, các bạn dặn nó thì nó sẽ ra như thế này. Đó. Để đây đi. Rồi đây có cây thanh long, cái vàng thanh long ba mình để nè. Rồi còn cái cây hình như cái này cái ổi hay sao á. Cây lớn đó. Rồi cái khu này thì ba mình có một cái vàng bầu. Đây, nhìn thấy ghét không? Mình cũng về nhà chắc mình cũng muốn làm một cái vàng vậy, rất là dễ thương. Đó, và đây là cái trái bầu. Dễ thương không? Đây, một trái nữa. Rồi, đây một cây, này là cây đào. Cây rau quế ăn phở nè. Cây trầu bà. Cây bạc hà các bạn.
câu này câu kinh giới, ăn bún rêu, câu kinh giới, cây trầu bà nè, cây xả nè, coi tốt nha, tất cả trong chậu á. Đó. Ở đây có cây thanh long, cây ớt nè, ớt đen các bạn ơi. Đây, trái nào trái lấy bự chưa? Đó. Rồi. Chúng ta có cây táo tàu. Đây. Cái lá nó xanh giống như giả vậy á. Nè, các bạn thấy nó giống cây giả không? Và ở đây nó có mấy cái trái táo tàu nè. Đó. Rồi kế cây táo tàu là cây bưởi. Đây cây bưởi. Nó đang có trái bưởi nè. Cây bưởi này siêu ngon luôn. Nó chưa có chín. Đó. Rồi. Đó mấy cây hoa. Rồi cây này là một cây đào nữa. Đó, cây đào. Rồi đây cây ớt. Cây ớt nè các bạn. Ớt nè. Nhìn là biết cây ớt à. Nó ngắm biết cây ớt. Đó có trái nè. Rồi cái cây này cây gì? Ồ cây này cây hồng giòn nha các bạn. Đó nó lùn con khúc à. Nhưng mà nó có trái rất là nhiều. Đây. Cây hồng giòn nè. Trái rất nhiều luôn. Chưa có chín thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có cái cây gọi là cây này là cái cây mồng tơi của Việt Nam. Mình về mình sẽ bứng một cây mồng tơi mình trồng, với lại má mình có rất là nhiều cây gọi là cây cây đu đủ á. Cây này cây gì ha? Cũng không biết nè. Ồ có cái cây này lạ con nó rủ. Bên này thì một cây đu đủ. Đây là ăn đu đủ á, rồi giục cái hộp mà nó lên. Tại vì ở miền Nam Cali á, nó ấm quanh năm cho nên rất là dễ trồng cây. Và đây có cây chanh. Cây chanh này không bằng cây chanh nhà mình đâu. Cây chanh này á, nó nhỏ thôi. Cây chanh nhà mình bự lắm. Rồi đây là cây hoa. Ok gì nè. Cái lá gì nhìn quen quá. Rồi có thêm cây này cây sung nha các bạn. Cây sung cũng ở Mỹ nó cũng có thích ăn sung, nó làm khô thì đây trái rất là nhiều luôn. Đó. Rồi. Rồi, cái máy lạnh á, nó chạy với máy lạnh ở Mỹ nè các bạn. Đó. Rồi, vườn ở đây á không có rộng lắm nhưng mà có đầy đủ. Chị mình và mình ghé quán hương của Việt Hương đang bún mắm nè các bạn, rất là ngon luôn. Hai chị em thích bún mắm và có gọi thêm hột vịt lộn xào me và chè bưởi, cũng ngon lắm. Rồi ngày hôm sau mình đi cái khu này để ăn cái móng mễ. Cái pizza này giống như bánh tráng Việt Nam vậy đó, nó mỏng, ăn rất là ngon. Chỗ này cũng khá là nổi tiếng, đồ ăn của người Mexican đó các bạn. Đường phố ở miền Nam Cali thì nó kẹt xe nhiều, khói bụi nhiều. Nhưng mà dưới này á, thức ăn á, vừa ngon vừa rẻ hơn miền Bắc một chút. Và nhà cũng rẻ hơn miền Bắc một chút. Nhưng mà toàn Cali thì khá là mắc. Và sau 2 tuần thì mình bay về miền Bắc Cali. Tại vì mình phải đi làm á. Kỳ này đã xuống đám cưới anh mình khá là bận rộn tuần đầu. Tuần sau thì đi chơi với gia đình một chút. Kỳ này thì mình cũng ngồi ngay cái cánh máy bay thôi à, bay cỡ một tiếng là tới rồi, khá là nhanh luôn. Vậy là tạm biệt miền Nam Cali nha. Có thể là sau này mình sẽ xuống nữa à. Khi mà mình về thì đây là vườn của mình. Cái cây cà chua của mình á, hôm bữa nó có chút xíu à, mình đi 2 tuần mà bây giờ nó bự vậy nè các bạn. Nó bự ra giống như bị đột biến vậy. Tại vì chồng mình tưới nước nuôi cá đó, thay nước nuôi cá cho nên nó bự như vậy đó. Hoa quá trời, trái quá trời luôn. Và cái cây kế bên nó cũng bự lên sau 2 tuần, đó là cây cà tím. Thì cây cà tím lần đầu tiên mình thấy á, thì cái hoa nó cũng màu tím luôn. Bên này thì có một cây cà chua ở đâu á, cái hột cà chua nó rớt xuống, mình rinh nó qua, nó cũng bự luôn. Còn cây cà chua này là siêu ngon luôn. Và đây là cây plum và vườn của mình. Thì cũng không có gì đặc biệt. Thì sau khi đi 2 tuần về thì thấy mọi thứ nó lạ lẫm một chút. Nhưng mà rất là vui chuyến đi này. Đây là ớt của mẹ nè các bạn, cay lắm, gọi là jalapeno. Và mình có đem vài một số cây xuống từ miền Nam xuống đây để trồng.
Thôi thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Bye bye.